Mẹ lụm điện thoại sao là nằm ở ở đâu rồi mà? Đang cho cửa nhà chỗ đó đó mọi người. Thì anh em nào có mắt này thì trực tiếp lại nhà mình ha. Mình sẽ cho các bạn lại nha bạn. Thổi hiểu gì mình cũng chưa biết luôn. Đó. Thì lúc nó rớt xe mẹ văng pin hả? Văng pin cách xa một tầm. Văng pin tùm lum trơn mọi người. Thì bạn nào có mắt thì lại ha. Mình sẽ cho nhận lại nha mọi người. Còn đây là 6 mẹ mình với bà Bảy ăn món. Dạ. Ăn cái món này là món truyền thống mọi người. Món hồi xưa. Học mít với ngự nấu. Chứ ngự nấu. Mời tất cả mọi người luôn nha. Đó mời mọi người mà. Mời mọi người các bạn gì đó ăn học mít với chú ngự nè. Ngon quá các bạn ơi, bột không. Nữa đi, Bảy. Ủa có ai mắc điện thoại bà nhắn ra giùm nghe. Tôi nói để người ta có điện nha Bảy. Cái mình bắt máy rồi là cháy được. Rồi anh em nào có mắc điện thoại thì nhớ liên hệ với mình các bạn. Và lại tại vị trí của mình nha. Vị trí mình là ở là ấp Long Định. Tổ 5, ấp Long Định, đâu Long Vĩ nha mọi người. Rồi, mình cũng xin chân thành cảm ơn mọi người thật nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.